tin Vatican, Đức Thánh Cha dâng lễ Mẹ Thiên Chúa. Lúc 10 giờ sáng ngày đầu năm mới năm 2019, Đức Thánh Cha đã chủ sự dân thánh lễ Mẹ Thiên Chúa mừng năm mới và cầu bình an cho thế giới trong đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Peter Tucson, bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện, cùng 28 hồng y, 30 giám mục và 250 linh mục tham dự thánh lễ có nhiều tu sĩ nam nữ và khoảng 10.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa không phải là một đấng xa cách, ngự trị trốn trời cao, nhưng là tình yêu nhập thể được sinh ra như chúng ta từ một người mẹ để trở thành anh em của chúng ta. Ngài ngồi trên gối mẹ của Ngài cũng là mẹ chúng ta và từ đó Ngài tuôn đổ trên nhân loại một lòng nhân hậu mới. Do đó, chúng ta hiểu hơn về tình yêu của thiên chúa gồm cả tình mẫu tử lẫn phụ tử cũng như tình yêu của người mẹ không bao giờ mất đi niềm tin vào các con của mình và cũng không bao giờ bỏ rơi chúng đấng thiên chúa ở cùng chúng ta yêu thương chúng ta mặc cho những lỗi lầm tội lỗi của chúng ta thiên chúa tin nhân loại bởi vì thành viên đứng đầu và trội vượt là chính mẹ của ngài thiên chúa đã cần một người mẹ thì chúng ta cũng cần một người mẹ và Đức Thánh Cha nhắc nhở. Đức mẹ không phải là một phụ kiện tùy chọn, nhưng mẹ phải được đón nhận vào cuộc sống của chúng ta. Mẹ là nữ vương hòa bình, người chiến thắng sự dữ và dẫn chúng ta trên con đường lành. Mẹ mang lại sự hiệp nhất giữa con cái và dạy chúng ta biết yêu thương. Sau cùng, khởi đầu năm mới, Đức Thánh Cha chúc mọi người được Đức Mẹ nhìn tới, ôm lấy và cầm tay dẫn dắt trong cuộc đời. Thank you.